Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin vùng thủ đô Hoa Thành Đốn do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, nhân lễ kỷ niệm ngày Tăng Yên Bái thứ 89 của Việt Nam Quốc Dân Đảng tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn. Nơi đây, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã cùng Thượng tọa Thích Pháp Quang Chùa Di Đà tại Annadel, Virginia nghiêm trang tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã hy sinh 89 năm về trước vào ngày 17 tháng 6. Ngay sau lễ tưởng niệm là buổi tụng kinh cầu siêu cho các vong linh của Việt Nam Quốc Dân Đảng và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc chống Cộng sản và thực dân Pháp. Chúng tôi ghi nhận tại buổi lễ có sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, quý vị cựu chủ tịch cộng đồng vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, đông đảo nhân sĩ và quý vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng nhân dịp này thì chúng tôi được chị Nam Anh giúp để thực hiện một số phỏng vấn và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi. Anh hùng tử sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng kháng chiến chống Pháp.